quạt này quạt này. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Đây đây đây. Tắt kẹt, tắt kẹt, tắt kẹt hay tắt kẹt này gì? Tăng 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 tăng. Hả? Cứ tăng quấn, tụt lại quấn, quấn quấn lại lại. Sống sống. Tụt quấn lắm mừng. Quay quay mà lịch lịch lịch. Chăm rầy là chú áo chăm mơ tại là Vinfer Phú Quốc này rất là đẹp, rất là khơ à, mai tân và chú đổ chăm này bên này rất là hạnh diện à, rất là phù à, tại ai mà anh bên này của chú đổ chăm nghe chăm đó, rất là khơ. Vì lời còn lấy đẹp lấy anh chú đã chăm tòa phát nạ tại trung tâm của Vinfer, trung tâm nhãn nước này à, chuẩn bị được chụp hình nhé, hình đẹp luôn, ai cứ chụp hình đẹp quá khờ quá khờ à, quay sắc bọc nó đẹp à. Đẹp chào chào. Hello, salam, 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 salam
À, thế này là mong nhờ nơi cam rè bò ba phần củ răng gà mai tân Phú Quốc. À, đây là đảo Phú Quốc. À, thế này rất là sầm cư, khí hậu rất là mát. À, tại giờ như có mai mùa hè đi, mai quăng mai du lịch ở đây. À, rồi khi là qua nơi quăng vi, tôi tại ai ta chị hãy theo dõi mong làm YouTube hay là Facebook của thằng Xuân sẽ bỏ vi. Nước cam rè hiện tại giờ này toàn tại Phú Quốc. Chú đồ ăn mai trăm rất là khơ, để ai có khơ lấy. Rất là to, rất là đẹp, à, duyên dáng, à, ok, xong cứ ok, ok, khơi hết, bye bye. Đêm từng đêm nhìn mặn trăng treo khắp nẻo đường lá, thâu trăng anh cùng em đang say giấc mơ duyên lành. Tôi đưa đôi mai tân đi tại ai họ mày để chú âm mày chăm mia tại không gian của Vinpearl này ngã sơ mình vừa rất là ý nghĩa. Chú âm chăm, chú âm mày chăm tại Phú Quốc luôn rất là ý nghĩa, rất là đẹp, vừa cùng rồi cùng đi không. Nữa nhá. Nào, tắt máy. Đúng rồi.
Rồi thấy kiện là đủ rồi, đặc biệt là các cô chú người chăm mình á đi chơi á, người ta thấy là làm biến đi à, mình đi thì mình trải nghiệm thì mình biết đã à, đã lâu lâu mình đi chơi rồi, mình ở nhà mình thấy người ta đi chơi, người ta chụp hình nhiều cái đẹp, mình thấy ước gì tôi được ở đó, ước gì tôi được đi đến đó. Mà chúng ta đi đến đó rồi, chúng ta không chịu đi thêm một vài bước nữa để chúng ta tham quan, phải không ạ? À?